Xin chào tất cả mọi người, bây giờ mình sẽ giải bài này với máy tính Casio. Đầu tiên chúng ta sẽ có cục phương trình này. Bởi vì chúng ta sẽ đẩy cái cục này sang bên phải. Tiếp tục, chúng ta đặt 10 mũ cả hai bên. Thì chúng ta sẽ ra như thế này. Như vậy chúng ta sẽ có M như thế này. Tiếp tục, x bình phương trừ 6x cộng M. Khi chúng ta đi đạo hàm này, thì chúng ta sẽ có được cái cực trị của parabol. Thì đó chính là 2x trừ 6. Như vậy, y phải bằng 0. Chúng ta sẽ có 2x trừ 6 bằng 0. Như vậy, x sẽ bằng số 3. Từ vị trí số 3 này, nó sẽ chính là cái trục đối xứng của cái đồ thị parabol. Cái này là toán của lớp 9 nha. Và bắt đầu từ đây, mình dùng máy tính Casio. Chúng ta nhấn vào đây. Chúng ta chọn số 9, 7 giá trị. Chúng ta viết nguyên cái cục này vào máy. Nhấn vô bằng. Bây giờ chúng ta có vị trí là số 3. Bây giờ mình sẽ chọn cái khoảng sao cho số 3 nó nằm giữa nha. Như vậy, mình chọn từ khoảng âm 5 đi, cho đến vị trí số 8. Để nó là cách số nguyên, chúng ta chọn 1. Thì bây giờ, chúng ta sẽ đi tìm vị trí số 3. Tại vị trí x bằng 3, chúng ta có vị trí là 100. Tại vị trí x2 nó giảm xuống. Tại vị trí số 1 nó bị lỗi, tại sao? Tại vì nó bằng 0, trong khi điều kiện của lớp là không được bằng 0. Cho nên hai cái số mà số 5 và số 1 nó bị lỗi là do nó bị bằng 0. Như vậy chúng ta chỉ còn lại số 6 và số tiếp theo là số 0 ở đây. Trong khi chúng ta cần giá trị M lớn hơn cái cục này, thì chúng ta đã có 209, 38, 100, 38 và 209. Để nói đúng 5 nghị nguyên, thì M nó phải nằm giữa 209.85 và dừng lại ở vị trí 3845.5. Tại vì sao? Tại vì mình chọn ở vị trí số 6 nhưng mà mình dừng lại ở vị trí số 7. Cho nên chúng ta sẽ lấy hai cái số này nằm giữa của M. Như vậy, để chỉ nói là số nguyên thôi, chúng ta sẽ có khoảng từ 210 kết thúc tại vị trí 3845. Như vậy chúng ta sẽ đi tìm số giá trị. Chúng ta ra 3636. Như vậy câu C. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình.